Xong ra lộ đi con. Má ơi trời ơi. Má ơi trời ơi. Đi quá bờ rồi. Qua bờ cắm dữ quá coi chừng nó gãy lưỡi cắt à. Rồi đi đường nào? Điền chứ phải đám ở đó à? Đám đó nè. Chưa rồi. 12 giờ. Ủa anh nhà ở trên Long An hả? Nhà bên Long Sơn. Long Sơn hả? Đúng rồi. Ừ. Thank you.
qua được rồi đó, qua được rồi đó, coi chừng nhướng cột á. Chạy bộ mệt luôn, máy nó chạy bộ nó qua bằng cũng mệt, mình đi ra nó cũng mệt, cuộc dọc thì em ngồi gốc cây đó, không lúa đây. Cắt lá chạy ra nữa. Cái này nó cũng chín hết rồi mà. Lúa này nó cũng chín rồi. Sẵn cắt đây đi 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 cắt chỗ khác chứ. Ai con phẩm này chạy vô đường đường vòng xa lắm. Có ổn không? Rồi, chà. Quá, mày ông mày giờ ông dọn cơm ra ăn luôn đi. Tôi đi về. Cây vú sữa ghê trời. Rồi qua cây vú sữa. Rồi đó, giờ này ăn cơm rồi đó. Ăn cơm hộp hả? Đây. Cái đầu xương cơm. Không miếng thịt. Có nhiều người ta thích ăn đầu. Mối mà không biết gì hết hả? Mấy tiệm cơm vậy á, mua vậy đó, mình không nói cái nó gấp ba cây ấy đó. Cái đầu với đuôi còn bán kia để bán khách ở đó đó. Rồi, cái đám ruộng này, lúa thất không quay nữa. Này cũng làm đầy thơm. Cái nàng qua. Cái nắm thanh lọc, dầm đi về. Xe này gửi ở ngoài đó. Ngoài dịch rồi. Rồi, chào các bạn nha. Đi về. Chè để tuốt ngoài mấy cái đống lúa đó. Gửi vô cái nhà đó. Uf. Hai mấy rồi. Về.
chiều có cái chỗ nào quay tiếp cho các bạn xem. Về chào tạm biệt mấy anh em luôn. Thấy lòng chưa có trái.